Rồi, ở đầu cầu Trần Tiến xin chào tất cả quý anh em mừng thủ đến với kênh đầu cầu Trần Tiến nha quý anh em. Thì hôm nay em giới thiệu tất cả quý anh em 20 mấy cái mã hàng này mà. Thì ở đây nó có cần VIP có, cần carbon có nha. Giá cả từ vài trăm thôi anh em à, vài trăm ngàn thôi. Đó thì em sẽ bán cho anh em đó, là anh em mua một mã là phí cước 30 ngàn toàn quốc nha anh em. Còn hai mã là em free ship cho anh em luôn. Nhận hàng, kiểm tra hàng, thanh toán tiền. Anh em nào mua thì cứ alo trực tiếp cho em số điện thoại 0567 566 766 hoặc là 0588 887 889 nha anh em. Rồi. Em giới thiệu anh em cây cần đầu tiên này, cần hay chi nên mà cây này nó bị lỗi nha, lỗi khoen thôi, không có gãy ngọn gì hết, chỉ lỗi khoen thôi anh em mà. Cây này carbon 2 da xoắn là Shimano đồ 2 đọt, màu dài 1m8 đó. 2 đọt dài 1m8 nè mà. Cây này thì nó bị một cái alo nè. Đó, một cái khoen này nè, cây này lai nè. Là hai cái này là ba cái nè. Đó, ba cái khoen nè. Nừ ba cái khoen anh em. Nừ tổng là ba cái khoen, ở đây khoen ở đây nè, ở đây nữa, bốn cái nè. Hai cái đọt này hư bốn cái khoang anh em. Carbon xoắn hai da khoang bát Fuji anh em à. Rồi cái này mã cho anh em là 618 nha, nặng 168 gram, ngọn 2 ly 3, ngọn 1 ly 7, góc 17,8. 618 này em bán 500 anh em, giảm còn 350 ngàn thôi. 618 này giá 350 ngàn nha anh em. Cái 619 là cây cần tây anh em, thu gọn của cần là 2455 cm thôi, 55 cm, dài 4,5 m, made in China nha anh em, hãng Whip. Cây này là chất liệu cần carbon nha anh em, cây này carbon nha, carbon cần đẹp lắm, ngọn mềm, cây này độ cứng tương đương 2H 2H rưỡi thôi, cần đẹp lắm anh em à, mới tin à. Rồi, cái này mã cho anh em là 619 nha, nặng 138 gram, ngọn 0.9 ly, góc 18,5. 619 này giá 408, giảm còn 400 thôi. 619 giá 400. Thế 620 nè. 620 thì giá 4,4 nha anh em, chất liệu cần nó là carbon. Trời trời, thu gọn nó 2 4 55 cm luôn em à. 55 cm thôi. Ngọn đây. Ngọn nhỏ nha, cây mấy anh em câu suối ngon. Ngọn mềm. Cứng tương đương khoảng 2H rưỡi 3H thôi. Ngọn thì mềm, đầu ngọn nó mềm nhưng mà thân lại ok, cứng anh em. Đầu ngọn lại mềm, thân lại cứng. Cần nói chung khá đẹp á, mới. Rồi cây này mã cho anh em là 620 nha, nặng 122 gram, ngọn 1 ly 1, góc 18. Giá 620 giá 450 nha, giảm cho anh em còn 400 thôi. 620 giá 400. Cái 621 nè. Cây này cây cần 5m4 anh em. Cây này ORK nha. Cây này made in China anh em ạ. Cây này chất liệu của nó là carbon pha anh em. Carbon pha nha. Nó không phải carbon nguyên chất đâu, nó là tỷ lệ carbon chắc cỡ 40% thôi. Nó là pha phíp anh em. Chất lượng carbon nó carbon pha thôi. Đó. Ngọn dịu anh em, cần đẹp, ngọn dịu, mới, cây còn rất là mới luôn. Mới tình. Cái này mã số 621 nha, nặng 196 gram, ngọn 0.8 ly, góc 23. 621 này giá 400, em giảm còn 300 thôi. 621 giá 300 nha anh em. Thế 622 nè, cây gần tây anh em, thu gọn nó 20 40 60, cây thu gọn 60 cm thôi, dài 4,5 m nè, cây này tombo đó, 2 deluxe nè, chất liệu cần carbon nha anh em. Anh em thấy cái pho carbon của nó không, pho bông anh em, pho là pho bông nha anh em, nhìn ánh sáng nó có giấy dạng như nó hơi bông á anh em, chứ không phải là nó xoắn nè. Pho bông ngọn đây, cây này ngọn nói chung cũng ok, cứng khoảng 2H rưỡi 3H thôi, chất lượng cần đẹp lắm nha. Phôi bông nè, anh em nhìn cái phôi nè, đó thấy chưa, mấy cái phôi này nó dày lắm nè, giống như cái phôi này nó là một cái phôi xoắn vòng anh em,
xong mình ốp thêm những cái sợi carbon nó tươi 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 ốp lên, nó làm hoa văn á nè, hoa văn phôi á, nhìn rất là đẹp, mà nó giống như một cái giáp á nè, nó giống như một cái giáp, nó ốp cái lóng lại, ốp mỏng cái lóng lại để tranh cũng cái lóng nó cũng cứng hơn em, mà nó cũng tốt hơn. Còn cái này mã số 623 nha, nặng 95 93 gram, ngọn 0.8 ly, gốc 15,3, 623 giá 500, giảm còn 450 thôi. 623 giá 450. Cây 624 là cây cần Ruby dài 5m3 anh em. Cây này hai chế độ zoom 4m8 5m3 nha. Chất liệu cần nó carbon, thu gọn cây này là 2 4 50 50 52 cm thôi. 52 cm nha. Ngọn mềm nè. Đó, ngọn mềm nha. Cây cứng tương đương là tầm khoảng 2h rưỡi 3h thôi. Đầu ngọn thì mềm, thân ngọn nói chung là nó lại ok nha anh em, nó lại cứng. Tại cần rút rút lóng ngắn mà thì nó nhiều lóng anh em. Thì chắc chắn cái thân nó nhiều lóng thì nó bổ trợ lóng lẫn nhau thì thân nó sẽ cứng hơn là cái ngọn. Cứng hơn là cái cần lóng dài anh em. Cần đẹp lắm. Mới tình, đó. Mới tình. Nói chung cây còn đẹp khoảng 85%. Rồi cây này mã cho anh em 624 nha. Nặng 114 gram, ngọn 0.6 ly, gốc 18,9. 624 này giá 750, giảm còn 600 thôi. 624 giá 750, giảm còn 600 thôi. Thế 625 anh em, cây cần ISO khoan nhỏ nha. Cây này là dài 3m3 thôi. Dài 3m3 thôi anh em à. Made in China nha, khoan bát Fuji. Dài 3m3. Cây dành cho anh em câu cá hanh nè, cá cháp, cá giò, cá nâu ngon nè. Câu hanh cháp giò nâu nha. Chất liệu cần nó là carbon. Cây này độ cứng nó tương đương 3H thôi. Độ cứng số 3, 3m3 anh em à. Cứng số 3, 3m3 nha. Cần chung khá đẹp á. Mới. Cây này mã cho anh em 625 nha. Nặng 145g, ngọn 0.9 ly, gốc 16,3. 625 giá 400 ngàn. 625 là bán anh em 400k nha, 400 ngàn. Rồi tới 626 nè. Cây này cây cần súp lở nha. Cây new way súp nè, độ cứng 15, 3m3 nè. Khoan bát Fuji anh em à. Khoan bát Fuji nha. Chất liệu cần nó là carbon. Cần mới. Cây còn khá là ngon, đẹp lắm em. Cây này còn mới tinh nè. Cây này mã cho anh em 626 nha. Nặng 212g, ngọn 1 ly 8, gốc 18,7. 626 này bán cho anh em 450 nè, giảm còn 400 thôi. Đó, 450 giảm cho anh em còn 400 thôi. Bớt thẳng giá cho anh em luôn rồi đó. Đó, 626 nè. Tới mã 627 này kìa, phíp nha. Cây này chất liệu phíp nè, mà khoan bát Fuji nè. Dài 4,5m thôi. Khoan bát Fuji dài 4,5m thôi. Chất liệu phíp nha, độ cứng 25. Độ cứng 25, dài 4,5m. Cần ngon anh em, mới. Dùng khá mới à. Cái này mã cho anh em là 627 nha. Nặng 300 mặn 571g, ngọn 2.7, gốc 28,8. 627 này giá 380 anh. Giảm cho anh em còn 350 thôi. 627 và giá 350 nha. 350 ngàn. Tới 628 là cần phíp nè. Khoan bát Fuji nha. Cây này thông số chiều dài đó. Cây này dài 2m4 anh em ơi. Khoan bát Fuji dài 2m4 nha. Cây này dành cho anh em câu lua nè, câu dạng như câu chơi thì ok nè. Độ cứng tương đương là 50 thôi, 52m4. Cần rút anh em chứ không phải súp. Cần là cần rút thôi. Cứng 52m4. Khoan bát Fuji anh em ạ. Rồi cái này mã cho anh em là 628 nha. Nặng 198g, ngọn 2.8, gốc 19. 628 này 628 giá 250. Giảm cho anh em còn 200 thôi. 628 giá 200 ngàn. Thế 629 nè. Cây này cái ISO khoan lớn nha. Cây này carbon nha nè. ISO khoan nhỏ chứ. Cây chất liệu carbon nha. Khoan quá Fuji nè mà. Độ cứng 3, 6m3. Độ cứng số 3, 6m3 nha nè. Mã là 629.
chất liệu cần nó là carbon nè. Này nó bị bung keo thôi, dán lại nha anh em. 629. Cần chung khá đẹp á. Mới tin nè. Cần mới lắm nha anh em. Và cái này mã cho anh em 629 nha. Nặng 398 g, ngọn 1 ly 7, góc 25,7. 629 này bán anh em 850, giảm còn 700. 629 giá bán cho anh em 850, giảm cho anh em còn 700.000 thôi. Cây cần ISO khoan nhỏ mà 6x3 này hiếm lắm nha anh em. Mấy cái này hiếm lắm. Giá 700. Tới cây cần tiếp theo 630 nha. Cần súp chất liệu phíp anh em. Cây chất liệu phíp. Khoan Fuji, bát Fuji. Cây này cây cần Daiwa Space Power nha, dài 3m6 thôi. Chất liệu phíp. Đây, khoan Fuji, bát Fuji. Đầu cứng 25 thôi, 25. Mới nè, lóng mới tinh. Cây còn đẹp lắm nha. Cây còn mới tinh anh em. Này bung keo thôi, lấy dán lại. Rồi cái này mã cho anh em 630 nha, nặng 598 g, ngọn 2 ly 8, góc 25,9. 630 này giá 350 nè. 630 giá 350 nha. Cái 631 này cây cần súp phíp nè, cây chất liệu phíp nha. Khoan bát Fuji nè, FS7 nè mà. Dài 4m2 thôi. Dài 4m2 thôi, chất liệu phíp anh em. Độ cứng 25. Độ cứng 25, chất liệu phíp anh em ạ. Mới tin nè. Cây còn đẹp khoảng 85%. 85%. Rồi cái này mã cho anh em là 631 nha. Nặng 481 g, ngọn 2 ly 6, góc 28. 631 giá 350 nè. 631 này bán cho anh em 350.000 nha. Rồi tới 632 nè. Cây này cây cần ISO khoan nhỏ nè. Chất liệu cần là carbon nha, khoan hãng bát hãng nè mà. Dài mà độ cứng 1.5 5m3 thôi. Độ cứng 1.5 dài 5m3 thôi nè mà, khoan hãng bát hãng nha. Chất liệu cần nó là carbon. Mới tin nè. Mới chát luôn á. Cây này anh em về chơi thoải mái. Cây này 506, cây này mã số 632 nè. Nặng 311 g, ngọn 1 ly 7, góc 19,7. Mã 632 này giá 400, giảm 350 thôi. 632 giá 350 nha. Tới mã cái này 633 anh em ơi, dài 2m4 thôi. Dài 2m1 nha, khoan bát Fuji. Hãng SSM anh em ạ. Cái này anh em về câu lua được. Câu lua hay câu phao á, ok. Độ cứng cái này tương đương 20 thôi, 20 2m1. Cây câu lua ngon anh em. Cây này câu lua ngon. Cây còn đẹp lắm nè, mới. Rồi, cái này mã cho anh em là 633. Nặng của nó là 116 g, ngọn 1 ly 3, góc 19,3. 633 này giá 400, giảm còn 350 thôi. 633 giá 350 nha. Rồi tới 634 này cần hai khúc phíp nè. Khoan bát Fuji nè, chất liệu phíp à. 634 nha. Độ cứng 32m4 anh em ạ. Độ cứng 32m4, chất liệu phíp. Cần đẹp lắm. Anh em là lấy cái này về câu câu lăn xê ngon. 30 thì gọt nó không cứng cũng không mềm anh em. Cây này câu ao được, câu ao, câu mương rập được anh em. Cái này mã số cho anh em 634 nha. Nặng 274 g, ngọn 1 ly 9, góc của nó là 19,5. 634 này bán 380, giảm cho anh em còn 300 thôi. 634 giá 300k anh em, 300.000. Rồi tới 635 nè, cây này cây hãng Taret nha. Cây này em thanh lý cho anh em nè, sale to, sale thanh lý nè. Cây này 635. Cây này em bán 600 nè, em giảm bán lỗ cho anh em để thanh lý cây này là bán cho anh em 400.000 nữa. Cây độ cứng cao nha. Dài 2m7 nè. Đó, nặng 370 g. Ngọn 3 ly 3, góc 20. Cứng 50, 120 là cứng 80 anh em. Đó, made in China nha.
Cây này hàng Trung Quốc xuất Nhật. Cây này bán thanh lý cho anh em nè. Rồi, bỏ ra đi tí nữa đóng lại xong. Cái hộp nó dài nó rườm rà quá anh em ơi. Đây đây đây. Cây này hãng Taret anh em, khoan Fuji, bass Fuji, khoan đã chưa. Cây này nói chung bán thanh lý nè. Bán chiên anh em cái cây này nè, không phải thanh lý nữa, bán chi ưng anh em chứ thực chất 400.000 cây này em lỗ nè. Lỗ chắc cũng 70-80.000 cây này á. Nhưng mà thôi bà con nói chung là bán chiên anh em cây này nè. Cần đẹp lắm nha, cây này anh em nào mua không mua được tiếc lắm á. Rồi, cây này mã số 600-634 nha. Đúng, 635 chứ. 635 giá 400.000 anh em, 635 này giá 400. Cây này thì anh em luôn lấy lẹ nha. Không lấy mất à. Tới 636 là cây gần cắm gốc anh em, khoan hãng. Khoan hãng đá sứ nha, bát hãng luôn nè. Bát này nó rời nè, bát này nó rời nha. Anh em gắn cái chân má đè kẹp vô dạng quay vô thôi. Đó, bát nó rời nè mà. Đây, chất liệu cần nó là carbon nè. Mới tin nè. Chất liệu phíp anh em. Chất liệu phíp nè, cây này dài của nó là 1m74 nè. 1m74 hay đánh dít nha, cây dít riêng nè. Hãng Club Ten anh em. Made in China. Hãng Club Ten Made in China, cây đánh dít anh em à. Cây này em nó không để thông số dít nhiều nhưng mà đây. Nó cũng cứng anh em. Nảy cao, chất liệu cần carbon. Rồi, cây này mã cho anh em là 636 nha. Nặng của nó 186 gram, ngọn 2 ly 6, gốc của nó 9,6 ly. Ồ, toàn là 6 luôn, toàn là 6 không anh em. 636 này bán cho anh em 700, giảm còn 650 thôi. Ồ, cây này toàn là 6 không. Đó, cây này 636 giá 650 nha. Thế 637 cần cắm gốc nè. Cây này độ cứng 120, dài 1m8 thôi. Chất liệu cần carbon nè. Khoan hãng, bát hãng nha. Khoan hãng, bát hãng. Đó, khoan hãng, bát hãng, chất liệu cần nó là carbon em ạ. Đây. Mới anh em, cây này còn rất là đẹp luôn á. Cứng 120, cây này cũng đánh dít luôn hay sao anh em? Dít hay câu mực vậy? Ồ, như đây nó. Ồ, ở đây nó bị mất cái khoan anh em ơi. Mất cái khoan. Không sao, anh em lấy thì em coi có khoan em sẽ thay cho anh em. Này dễ anh em ơi, tìm cái khoan giống vậy cứ lấy đá gắn qua mình đóng keo vậy thôi. Nó bị rớt đá thôi anh em ơi chứ không có bị lỗi nha. Rớt đá thôi. Cây này anh em lấy thì em sẽ làm cái khoan lại cho anh em. Cây này trước cái khoan nó còn anh em, xong mà bây giờ nó rớt mất rồi. Rồi cây này mã cho anh em là 637 nha. Nặng 318 gram, ngọn 2 ly 3 đúng không? Ngọn 2 ly 3, gốc 15,4. 637 này giá 500.000. 637 giá 500k nè. Thế 638 là cây cần tây nè. Cần tây. Cây này dài của cần là 10 13 14 15, dài 4,4 4,5 nè. Cây dài 4,5 nha. Ngọn mềm, cây này mềm lắm, cây này dẻo nè. Chất liệu cần nó là carbon nha. Cây này cứng tương đương là cứng ngay tương đương là 3H thôi, 2,5 3H thôi. Cây này cần dịu nè. Câu cảm giác à. Chất liệu cần là carbon nha anh em. Rồi cây này mã cho anh em là 638 nha. Nặng là 111 gram, ngọn 1 ly, gốc 10. Gốc của nó là 13,2 nè. Dài 3,9 à. 3,9 nè ta. À cái này dài 3,9 em ơi. Đó, 9 cái gì 3,9 nè. 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng, 4 lóng, 5 lóng. 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng, 4 lóng, 5 lóng, 2 lóng, 4 lóng, 5 lóng. Cây này dài 4,5 nè em ơi, chứ không phải 3,9 đâu, em ghi nhầm. Cây này dài 4,5. Để em coi kỹ cái mã số thôi. Cái này số 10 rồi nè. Số này số 5 nè. Đúng rồi, 4,5 nè em ơi. 15, 4,5 nha. Cây này mềm anh em, 638 này giá 450 thôi, 550 giảm 450 thôi. Và tới 639 thì cần này dành cho anh em sưu tầm nè, một cây cần Sakari này. Một cây cần này là cần Sakura nè, Sakura nha, chất liệu cây này là phíp thôi. Khoan Fuji, bass Fuji, chất liệu cây này phíp thôi. Cây này giá trị rất cao nè, chứ không rẻ đâu. Cây này dài 3,3 nè, 3,3. 3 khúc ngọn mềm, cây này hơi chi. Cây đầu cứng tương đương 20-25 thôi. Ngọn mềm lắm, cần hay chi mà. Ngọn mềm nhũng mà.
dành cho anh em câu cá hanh ngon. Cái này câu cá hanh ngon, cần đẹp lắm nè. Ok, đây mã cho anh em 3639 nha. Nặng 217 g, ngọn 1 ly 1, góc 14,5. 639 này giá 500, giảm còn 400 thôi. 639 này giá 400 nha anh em. Rồi, anh em lấy cây nào thì cứ alo trực tiếp cho em nha anh em. Rồi, em cảm ơn anh em. Hẹn anh em các video kế tiếp.